kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Triển khai công tác chuẩn bị ứng phó khẩn cấp cơn bão số 9 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương. Trao cần câu cho người khuyết tật. Xuất khẩu kỳ vọng lập kỷ lục mới. Iran bác bỏ tin đồn về việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân. Cây phù liệu trang trí trên đất Đà Lạt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng với Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn họp trực tuyến với 14 tỉnh miền Trung Tây Nguyên và Đông Nam Bộ về công tác chuẩn bị phòng tránh và ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão số 9, có khả năng đổ bộ vào khu vực này. Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng có lãnh đạo các sở, ban ngành cùng tham dự hội nghị. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia vào hồi 4 giờ sáng ngày 22 tháng 11, áp thấp nhiệt đới đã vào Biển Đông và đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, có khả năng mạnh lên thành bão số 9. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3, bão số 9, và không khí lạnh sẽ tương tác với nhau gây mưa to đến rất to cho suốt dọc các tỉnh từ các tỉnh miền Trung đến Nam Tây Nguyên và có thể ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Bộ. Vì vậy, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các khu vực ven biển cần khẩn trương kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, rà soát, sẵn sàng triển khai phương án di dời người dân, đảm bảo an toàn đê điều, đặc biệt đối với các trọng điểm phòng chống lụt bão, các công trình đang thi công. Đối với các tỉnh miền Đông Nam Bộ cần đảm bảo an toàn hệ thống đê bao, bờ bao và chuẩn bị phương án xử lý sự cố giờ đầu. Tổ chức tuần tra kịp thời phát hiện các sự cố sạt lở bờ sông, kênh rạch để cảnh báo sơ tán người dân kịp thời. Tại tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, huyện, các cơ sở ban ngành và đoàn thể cũng như các huyện, thành phố cần tập trung thường xuyên theo dõi diễn biến bất thường của thời tiết để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Rà soát các phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện chủ động ứng phó với các tình huống, sự cố bất thường có thể xảy ra, thực hiện trực ban nghiêm túc để nắm chắc tình hình và những diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai, từ đó kịp thời chỉ đạo, xử lý và ứng phó có hiệu quả với các tình huống do thiên tai gây ra. Đối với các công trình kênh mương, hồ chứa, thủy lợi và thiết bị phục vụ cho xả lũ trên địa bàn huyện tỉnh cần phải được đảm bảo an toàn để chủ động ứng phó với các tình huống, kịp thời duy tu bảo dưỡng, nạo vét, khơi thông dòng chảy và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, tránh tình trạng ngập lụt và cần kịp thời cảnh báo nhanh chóng đến tận thôn bản để người dân chủ động phòng tránh và ứng phó với các hiện tượng mưa bão, lũ, ngập lụt có thể xảy ra. Công điện về việc ứng phó khẩn cấp cơn bão số 9 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh điện, Giám đốc, Thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể thuộc tỉnh, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc, các công ty thủy điện. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của cơn bão số 9 trên Biển Đông và không khí lạnh nhiều khả năng, trong những ngày tới, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sẽ có mưa to đến rất to và gây ra hiện tượng lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất ở các địa phương. Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc xoáy và kịp thời xử lý tình trạng cây xanh ngã đổ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản và tính mạng của nhân dân do ảnh hưởng của cơn bão số 9 gây ra. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, cấp huyện, các sở ban ngành đoàn thể thuộc tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc, các công ty thủy điện khẩn trương tập trung thực hiện ngay một số nội dung sau. 1. Thường xuyên theo dõi diễn biến bất thường của thời tiết để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, rà soát các phương án, sẵn sàng lực lượng phương tiện chủ động ứng phó với các tình huống, sự cố bất thường có thể xảy ra. Thực hiện nghiêm túc việc trực ban 24 trên 24 giờ trong thời điểm mưa bão để theo dõi, nắm chắc tình hình và những diễn biến bất thường do ảnh hưởng của thời tiết thiên tai để kịp thời chỉ đạo, xử lý và ứng phó có hiệu quả các tình huống do thiên tai gây ra.
thường xuyên báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về tình hình thiên tai, thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra trên địa bàn. 2. Đề nghị Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc kịp thời thông tin về tình hình mưa lũ để các cơ quan chức năng và nhân dân biết, chủ động ứng phó và triển khai phương án di dời người dân đến nơi an toàn. 3. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tổ chức kiểm tra có biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống công trình, kênh mương, hồ chứa, thủy lợi, thiết bị phục vụ cho xả lũ trên địa bàn tỉnh để chủ động ứng phó, chỉ đạo các cơ quan đơn vị quản lý các công trình, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời duy tu bảo dưỡng, nạo vét, khơi thông dòng chảy và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, tránh tình trạng ngập lụt. Chủ trì phối hợp với các công ty thủy điện trong việc vận hành các hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa lũ theo đúng quy trình vận hành và quy chế phối hợp đã ban hành. 4. Ủy ban Nhân dân và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc tăng cường công tác thông tin dự báo, kịp thời cảnh báo, nhanh chóng đến tận thôn bản người dân để chính quyền, các cấp cơ sở và nhân dân chủ động phòng tránh và ứng phó với các hiện tượng mưa bão, lũ, ngập lụt, sạt lở đất có thể gây ra. Chỉ đạo các phòng, cơ quan chức năng có liên quan, Ủy ban Nhân dân cấp xã, khẩn trương kiểm tra rà soát toàn bộ các khu vực dân cư, địa bàn có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, như các khu vực sườn đồi núi, khu vực trũng thấp, ven sông suối, hạ lưu các hồ đập, và có biện pháp cảnh báo giúp nhân dân phòng tránh, kịp thời di dời khỏi khu vực nguy hiểm. Đặc biểu cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân và phương tiện qua lại tại các ngầm, tràn, đoạn đường, bến đò ngang, đò dọc tại các khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Kiểm tra, chặt hạ những cây có nguy cơ ngã đổ và tỉa cành, mé nhánh những cây dọc hai bên đường, khu vực dân cư có nguy cơ gây mất an toàn cho người dân. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị và kịp thời bố trí lực lượng để dọn dẹp, xử lý, khắc phục khi xảy ra tình trạng cây hai bên đường bị ngã đổ, sạt lở đất, gây ách tắc, mất an toàn giao thông. 5. Sở Giao thông Vận tải tăng cường công tác kiểm tra các tuyến đường xung yếu như các tuyến quốc lộ, các đường tỉnh lộ, các cầu yếu, các đoạn đường đèo thường bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị quản lý đường bộ chuẩn bị vật tư, trang thiết bị để sẵn sàng ứng phó, khắc phục khi có sự cố xảy ra, đảm bảo lưu thông an toàn, thông suốt. 6. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo lực lượng công an, quân đội tại địa phương bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để sẵn sàng phối hợp với chính quyền các cấp và cơ quan đơn vị liên quan tổ chức cứu nạn, cứu hộ, tham gia khắc phục hậu quả khi có sự cố xảy ra và đưa người dân đến nơi an toàn. 7. Sở Công Thương có phương án chủ động nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm cần thiết đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho nhân dân những vùng bị lũ, lụt, chia cắt. 8. Các sở ban ngành đoàn thể thuộc tỉnh, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp cùng với lực lượng công an, quân đội và chính quyền tại địa phương tham gia cứu nạn, cứu hộ, đưa người dân đến nơi an toàn và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. 9. Giao Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bố trí cán bộ tổ chức trực ban theo quy định, theo dõi, nắm chắc mọi tình hình diễn biến thiên tai, tổng hợp báo cáo tình hình thiên tai, thiệt hại để Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo hỗ trợ và ứng cứu kịp thời. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương. Nhiều chính sách hỗ trợ giúp đỡ cho người khuyết tật là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Hôm nay 22 tháng 11, tổ 1 đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, ông Triệu Thế Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên Nhi đồng của Quốc hội. Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường 3 thành phố Đà Lạt và thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương nhằm thông báo với cử tri về một số nội dung kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14. Lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương đã tham dự.
Tại buổi tiếp xúc, ông Triệu Thế Hùng, đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã thông báo với cử tri phường 3 thành phố Đà Lạt và cử tri thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương một số nội dung kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14. Theo đó, sau hơn 20 ngày diễn ra, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thực hiện công tác nhân sự, đặc biệt là bầu chủ tịch nước. Đây là nội dung quan trọng được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm đánh giá cao. Ngoài ra, tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét quyết định các vấn đề về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước. Thông qua nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch đầu tư công trung hạn, đồng thời xem xét thông qua 9 dự án luật và cho ý kiến về 6 dự án luật khác. Bên cạnh đó, Quốc hội còn tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn, lấy phiếu tín nhiệm, xem xét các báo cáo của cơ quan nhà nước. Cử tri phường 3 thành phố Đà Lạt và thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương đánh giá cao hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tại kỳ họp vừa qua với nhiều nội dung thảo luận, ý kiến góp ý có chất lượng, mang tính thực tiễn cao, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, bổ sung hoàn thiện các dự án luật và quyết định vào các vấn đề quan trọng của đất nước. Về một số tồn tại tại địa phương, cử tri phường 3 đã kiến nghị một số vấn đề về tranh chấp tài sản trong quá trình thực hiện thi hành án dân sự, bất cập trong quy hoạch số nhà, việc xuống cấp hệ thống hạ tầng, đường giao thông, thoát nước hiện nay, giải pháp giảm thiểu ùn tắc giao thông, liên quan đến nạn tín dụng đen đang hoành hành tại địa phương. Một số cử tri đề nghị nhà nước, các ngành chức năng địa phương cần có giải pháp chấn chỉnh kịp thời để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương, đặc biệt là cần có cơ chế thông thoáng trong các thủ tục hành chính vay vốn tại các ngân hàng. Ngoài ra, một số ý kiến khác đề nghị chấn chỉnh tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, dạy thêm học thêm đang diễn ra tràn lan. Chế độ chính sách cho lực lượng thanh niên xung phong cũng được cử tri phường 3 thẳng thắn chia sẻ. Còn tại huyện Lạc Dương, cử tri kiến nghị một số vấn đề về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt là cấp quyền sử dụng đất cho các hộ có diện tích đất nông nghiệp sử dụng ổn định lâu năm, vấn đề vay vốn để phát triển sản xuất, chế độ chính sách cho người có công và một số công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Tại hai buổi tiếp xúc, lãnh đạo thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và các ngành liên quan đã trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri trong phạm vi thẩm quyền của địa phương liên quan đến chế độ chính sách, vấn đề dạy thêm học thêm, quy hoạch các tuyến đường, số nhà, giải pháp giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, ngăn chặn tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng. Ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã tiếp thu, giải trình một số ý kiến của cử tri quan tâm như vấn đề về hoạt động của Quốc hội, chế độ chính sách cho người có công, quy hoạch phát triển mạng lưới hạ tầng giao thông, xây dựng cơ bản và một số vấn đề quan trọng khác. Ngoài ra, đối với một số ý kiến khác của cử tri hai địa phương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp gửi đến ngành chức năng xem xét giải quyết. Chiều nay 22 tháng 11, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Lạt đã tổ chức kỳ họp lần thứ 10, kỳ họp bất thường khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2020, để nghe Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt trình bày tờ trình về đề nghị bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2020. Bà Huỳnh Thị Thanh Xuân và các đại biểu Hội đồng Nhân dân đã tham dự. Tại kỳ họp bất thường này, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Lạt đã nghe Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt trình bày tờ trình về việc giới thiệu bà Trần Thị Vũ Loan, Chánh Thanh tra Đà Lạt, để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2020. Bà Trần Thị Vũ Loan sinh năm 1976, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn thạc sĩ luật. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, bà Loan đảm nhiệm các chức vụ công chức văn phòng thống kê, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 5 và thành ủy viên, Chánh Thanh tra thành phố Đà Lạt. Các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Lạt đã thảo luận, tiến hành công tác bầu cử, công bố kết quả bầu cử và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử. Theo đó, bà Trần Thị Vũ Loan có số phiếu bầu đạt tỷ lệ trên 94%. Ngay sau khi nhận chức vụ, Phó Chủ tịch mới của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã phát biểu trước Hội đồng Nhân dân cùng các vị đại biểu và hứa sẽ tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại cuộc họp, bà Huỳnh Thị Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy khẳng định việc bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng kiện toàn kịp thời tổ chức bộ máy của Ủy ban Nhân dân, đảm bảo các yêu cầu triển khai thực hiện nhiệm vụ và thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng bộ thành phố Đà Lạt. Sáng nay 22 tháng 11,
Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2018 do Trung ương Hội Thanh niên Việt Nam tổ chức với chủ đề Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã đến thành phố Đà Lạt với buổi tọa đàm khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Đến dự có ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng sự có mặt của các bạn trẻ đam mê khởi nghiệp cùng đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Tại buổi tọa đàm, các bạn đoàn viên thanh niên đã được nghe ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng trình bày về thực trạng cũng như tiềm năng phát triển lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Lâm Đồng, đồng thời nêu rõ những chính sách của địa phương trong hỗ trợ khởi nghiệp liên quan đến nông nghiệp và một số kinh nghiệm phương pháp để thanh niên khởi nghiệp thành công. Các bạn đoàn viên thanh niên đã tham gia trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và hỏi đáp một số vấn đề liên quan đến khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, như cách tiếp cận nguồn vốn, kêu gọi nhà đầu tư, phân tích thị trường, vấn đề phát triển nông nghiệp cao gắn với bảo vệ môi trường bền vững. Những vấn đề các bạn đưa ra đã được lãnh đạo địa phương và các chuyên gia giải đáp cặn kẽ tại chỗ. Được biết, hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2018 do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức gồm 100 thanh niên, sinh viên ưu tú có dự án, ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 29 tháng 11, đi qua 11 tỉnh thành. Đây là hành trình nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia năm 2018, nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên đã và đang có nhu cầu khởi nghiệp, có được kiến thức, sự hiểu biết về các mối quan hệ cần thiết để trở thành các nhà quản trị, điều hành thành công, tạo cơ hội cho thanh niên, học sinh, sinh viên phát huy tinh thần sáng tạo, áp dụng những kiến thức đã lĩnh hội để lập ra những dự án có tính khả thi trong đời sống kinh doanh, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm và tiếp cận các nguồn vốn, các nhà đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ngày 22 tháng 11, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Lâm Đồng 2 đã khai trương điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng xã Gung Ré, huyện Di Linh. Đây là một trong 30 điểm giao dịch lưu động được triển khai tại 229 xã trên toàn quốc. Ngân hàng lưu động sẽ đến thực hiện giao dịch luân phiên tại 8 xã của huyện Di Linh gồm xã Gung Ré, xã Bảo Thuận, xã Sơn Điền, xã Gia Bắc, xã Tân Thượng, xã Tân Lâm, xã Đinh Trang Thượng và xã Tam Bố. Thời gian giao dịch cụ thể sẽ được Ngân hàng Agribank chi nhánh Lâm Đồng 2 thông báo đến xã và nhân dân trước 3 ngày và sẽ thực hiện giao dịch từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 15 phút cùng ngày. Việc mở thêm điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng tại 8 xã nói trên của huyện Di Linh sẽ tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn của Ngân hàng Agribank để đầu tư mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh. Đặc biệt đầu tư trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, cung cấp đầy đủ kịp thời các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng đến tận các địa bàn vùng nông thôn. Đồng thời giúp người nông dân tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại, qua đó góp phần mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế tối đa tình trạng tín dụng đen đang tồn tại các vùng sâu vùng xa. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm hoạt động, trao cho người khuyết tật cần câu chứ không cho con cá. Trong những năm qua, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội trong và ngoài nước vẫn luôn chung tay góp sức chăm lo cho người khuyết tật. Một trong những chương trình trọng tâm là dạy nghề, tìm và tạo việc làm cho người khuyết tật. Phần đông người khuyết tật sau khi học nghề hoặc được truyền nghề đều có việc làm, ổn định cuộc sống. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Vào năm 2003, nhận thấy nghề đan ráp áo len phù hợp với sức khỏe của người khuyết tật. Vậy là chị Trần Thị Trang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Nắng Mai Đà Lạt, đã quyết định thành lập cơ sở dạy nghề và sản xuất các sản phẩm len xuất khẩu dành cho người khuyết tật. Những ngày đầu thành lập, chị Trang cũng đã rất trăn trở vì điều kiện đi lại của chị em khó khăn, nên công ty đã cố gắng tạo điều kiện tổ chức chỗ ăn ở miễn phí cho học viên, người lao động để tiện trong sinh hoạt và làm việc. Và rồi cứ thế, số người khuyết tật xin vào học và làm việc ngày một đông. Có thời điểm công ty có hơn 100 lao động là người khuyết tật được nhận vào dạy nghề và tạo việc làm với mức thu nhập ổn định, bình quân hiện nay từ 2,5 triệu đến 3 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, các công nhân đều được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ theo đúng quy định. Chính vì cái nghị lực của người khuyết tật, có rất nhiều người là sức khỏe kém, bệnh hoặc là thiểu năng một chút về trí tuệ, nhưng mà họ vẫn quyết tâm để làm việc
điều đó là cái động lực để cho mình mà duy trì cái việc dạy nghề và duy trì cái đơn hàng hàng hóa cho họ làm lâu. Là người tàn tật thì làm học cái gì cũng phải khó khăn, chỉ biết cố gắng thôi. Nên đây để có thể tự nuôi mình, với lại có nhiều người thì cảm thấy vui hơn là ở nhà không tự nuôi mình được và mình thì buồn. Nếu ở đây còn làm việc thì em sẽ tiếp tục ở làm ở đây nắng mai mãi. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lâm Đồng luôn quan tâm đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách đối với người khuyết tật nói chung. Trong đó có chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người khuyết tật. Cụ thể, trung bình mỗi năm, toàn tỉnh có 80 người khuyết tật được đào tạo nghề, chủ yếu đào tạo sơ cấp và dưới 3 tháng. Hầu hết các học viên đều có việc làm và thu nhập sau khi đào tạo. Ngoài ra, mỗi năm có khoảng 50 lao động là người khuyết tật được các cơ sở kinh doanh, thủ công, mỹ nghệ kèm cặp, truyền nghề và tạo việc làm ngay tại cơ sở. Trong cái đào tạo nghề cho người khuyết tật được lồng ghép trong các chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, ban hành quy định hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, và cái hỗ trợ mức quy định rõ ràng cụ thể cho từng danh mục nghề, và có cái mức hỗ trợ đối với riêng người khuyết tật. Cái việc tổ chức mở các lớp đào tạo nghề cho người khuyết tật gặp khó khăn là do người khuyết tật là có nhiều cái dạng tật khác nhau, sức khỏe thì không được đảm bảo. Chính vì thế cho nên để mà tập hợp một cái lớp số đông ấy, đủ một lớp đào tạo chung một nghề cho người khuyết tật là có cái vấn đề gặp khó khăn nhất định. Là cái công tác đào tạo giáo viên, những người truyền nghề, dạy nghề cho người khuyết tật thì cũng còn hạn chế. Bên cạnh đó thì cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo nghề nhìn chung tại một số cơ sở mà có nhận người khuyết tật thì cũng còn hạn chế. Nhằm tăng cơ hội đào tạo nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh hàng năm bố trí nguồn kinh phí phù hợp với mục tiêu đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người khuyết tật theo đề án trợ giúp người khuyết tật, thực hiện việc giao chỉ tiêu, kinh phí, chương trình mục tiêu cho các địa phương, tổ chức của người khuyết tật để tổ chức đào tạo nghề, tạo việc làm đối với người khuyết tật. Dành 10% chỉ tiêu và 20% kinh phí từ ngân sách nhà nước hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn để đào tạo nghề cho người khuyết tật. Chúng tôi thấy rằng là chúng ta cần xã hội hóa vấn đề này, toàn cộng đồng tham gia vào trong cái việc mà dạy nghề cho người khuyết tật, và đặc biệt khi dạy nghề rồi thì tạo việc làm cho người khuyết tật. Thì nếu chúng ta mà thực hiện được cái này thì đây là một cái giải pháp hữu hiệu để giúp cho người khuyết tật hòa nhập vào cộng đồng và góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Mong muốn xây dựng một làng nghề tiểu thủ công nghiệp phục vụ du lịch ngay tại Đà Lạt, Lâm Đồng, hay một nơi trưng bày sản phẩm nghệ thuật do chính những đôi tay không lành lặn làm nên là mơ ước, dự định của những con người dành tâm huyết nâng đỡ người khuyết tật. Và đối với những người khuyết tật ở đây, thời gian giờ đã trở nên quý giá, vì mỗi ngày với họ là một ngày vui, vì những sản phẩm họ làm ra đang được mọi người đón nhận. Có thể khẳng định, sự ra đời của các cơ sở, các trung tâm đào tạo nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật là điều hết sức ý nghĩa và thiết thực, tạo cơ hội và động lực cho họ sống vươn lên, hòa nhập với xã hội, góp phần cho công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Trở lại với phần tin, chiều hôm qua 21 tháng 11, Công an thành phố Đà Lạt đã tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật và ký cam kết thực hiện đảm bảo an toàn giao thông đối với các doanh nghiệp vận tải hành khách đang hoạt động trên địa bàn. Tại buổi tuyên truyền, Công an thành phố Đà Lạt đã giải đáp một số thắc mắc của các doanh nghiệp, nhất là vấn đề đậu đỗ xe, đón và trả khách, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải, cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật trong việc kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa. Qua theo dõi, hoạt động vận tải bằng xe khách vẫn còn tồn tại như đón trả khách trong đô thị, dừng đỗ không đúng nơi quy định, phát sinh hiện tượng bến cóc xe dù, chở quá số người quy định, chạy không đúng tuyến đã đăng ký, đậu đỗ lấn chiếm lòng lề đường, chạy lấn làn đường. Để khắc phục tình trạng trên,
Thời gian tới, đặc biệt là các dịp nghỉ lễ Tết, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Đà Lạt tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến đường, đồng thời thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý về mặt nhà nước đối với loại hình vận tải này theo hướng đảm bảo an toàn giao thông cho người dân, vừa có lợi cho doanh nghiệp vận tải, tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp vận tải, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho những người lái xe và chủ các doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Tiếp tục chương trình thời sự là những thông tin đáng chú ý trên các lĩnh vực. Sáng nay ngày 22 tháng 11, tại chợ Đà Lạt, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt tổ chức lớp tập huấn về marketing số trong phát triển thị trường và ứng dụng tem điện tử trong việc xác thực nguồn gốc hàng hóa cho hơn 80 doanh nghiệp, nhà sản xuất, các hộ kinh doanh vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và các huyện lân cận. Tại lớp tập huấn, các chuyên gia từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã giới thiệu đến các đại biểu những kiến thức cơ bản về tem điện tử và thực hiện tem điện tử. Vì sao cần phải thực hiện tem điện tử? Các nội dung về việc đăng ký thực hiện tem điện tử trong marketing nhằm truy xuất nguồn gốc và bảo vệ thương hiệu của các doanh nghiệp. Lớp tập huấn nhằm mục đích giúp các hộ kinh doanh tìm hiểu và ứng dụng tem điện tử trong kinh doanh, góp phần minh bạch trong kinh doanh và đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Chiều hôm qua 21 tháng 11, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng, Hội Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh và Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ Anapac thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tặng máy đo tầm soát ung thư của tử cung Max Prep Pap Test cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Đây là loại máy tầm soát hiện đại giúp kiểm tra phát hiện sớm các bệnh ung thư của tử cung ở phụ nữ. Theo đánh giá của Tổ chức Y tế, ung thư cổ tử cung hiện đang là căn bệnh phổ biến đứng thứ hai ở phụ nữ toàn cầu và là căn bệnh phổ biến nhất ở phụ nữ các nước đang phát triển. Ước tính mỗi năm có gần 530.000 người được chẩn đoán mắc mới và có gần 280.000 người chết vì căn bệnh này. Vì thế, thông qua việc trao tặng máy đo tầm soát ung thư cổ tử cung Max Prep Pap Test cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng nhằm giúp phát hiện căn bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm, để từ đó có những phác đồ điều trị kịp thời cho chị em phụ nữ, qua đó cải thiện và nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Nằm trong các hoạt động làm việc trao đổi kinh nghiệm công tác tại Lâm Đồng, chiều ngày 22 tháng 11, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sĩ quan trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng đã có buổi giao lưu thể thao với Sĩ quan trẻ tiểu khu quân sự tỉnh Siem Reap, Campuchia. Trong không khí hữu nghị, đoàn kết, hai bên đã tổ chức giao lưu thi đấu các môn bóng đá, bóng chuyền. Sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cổ động viên cùng những trận đấu đẹp mắt đã giúp cho giải giao hữu sôi nổi, thành công tốt đẹp. Thông qua việc giao lưu nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa quân đội hai nước Việt Nam Campuchia nói chung, lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng và tiểu khu quân sự tỉnh Siem Reap nói riêng ngày càng bền chặt. Được biết, năm 2015, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng và tiểu khu quân sự Siem Reap đã ký kết hợp tác kết nghĩa. Mối quan hệ này được hai bên duy trì trong trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau phát triển trên các lĩnh vực. Trong đó, đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ đơn vị bạn trên 800 triệu đồng xây dựng doanh trại. Mùa hội cỏ hồng Lang Biang năm 2018 sẽ chính thức khai mạc vào lúc 7 giờ ngày 24 tháng 11 tại đồi cỏ hồng khu vực Hồ Đan Kia Suối Vàng thuộc địa bàn thị trấn Lạc Dương. Thời điểm này, huyện Lạc Dương đã hoàn thành các công đoạn chuẩn bị sẵn sàng cho mùa hội. Với ba hoạt động chính gồm thiên đường hoa cỏ dành cho du khách tham quan thưởng lãm, chụp hình lưu niệm với cỏ hồng, cùng với một số tiểu cảnh mang đậm bản sắc cao nguyên lâm viên Lang Biang thơ mộng. Trong khuôn khổ của mùa hội, huyện Lạc Dương còn tổ chức các cuộc thi ảnh chuyên nghiệp và không chuyên với chủ đề Lang Biang mùa xuân về, với tổng giá trị giải thưởng trên 25 triệu đồng, cùng quà tặng. Một số hoạt động hấp dẫn khác là giải đua ngựa không yên, vó ngựa thảo nguyên cỏ hồng dành cho đồng bào Cờ Ho ở Lạc Dương sẽ diễn ra trong suốt 9 ngày diễn ra mùa hội, với các hoạt động cụ thể như trưng bày, giới thiệu, quảng bá thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành, các tác phẩm âm nhạc sáng tác về huyện Lạc Dương phục vụ nhân dân và du khách tham gia lễ hội. Sáng ngày 22 tháng 11 tại thành phố Đà Lạt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công ty Cổ phần Lâm An và Công ty Cổ phần Việt Nam MBT Series đã khai mạc giải ô tô thể thao địa hình Làng Đà Lạt Challenge 2018. Theo đó, giải sẽ diễn ra từ 22 đến 25 tháng 11 tại địa bàn huyện Lạc Dương, Lâm Hà, với sự tham gia của 40 đội đua đến từ 8 câu lạc bộ trên cả nước.
các vận động viên sẽ tham dự hai hạng đua là nâng cao, nâng cấp và hạng chuyên nghiệp. Nội dung đua được thiết kế trên đường đua nhân tạo và địa hình tự nhiên, kết hợp với các đường đua trong khu vực rừng. Được biết, giải ô tô thể thao địa hình Lan Đà Lạt Challenge 2018 lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Đà Lạt. Thông qua đó nhằm phát hiện các tài năng để tham dự các giải thể thao ô tô địa hình quốc tế, hướng đến xây dựng tinh thần đồng đội, sự bền bỉ của xe và kỹ năng lái xe của người tham gia, đồng thời góp phần phát triển hoạt động thể dục thể thao trong nước, cũng như quảng bá hình ảnh của thành phố du lịch Đà Lạt, Lâm Đồng. Phần tin trong nước và thế giới trong bản tin tối nay. Xuất khẩu kỳ vọng lập kỷ lục mới trên nhiều mặt hàng. Iran bác bỏ tin đồn về việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân. Theo số liệu của Bộ Công Thương, 10 tháng năm 2018, kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đầu năm nay đạt hơn 200 tỷ đô la, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất siêu đạt hơn 7,2 tỷ đô la, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu của khu vực 100% vốn trong nước đạt 56,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,8%. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt 143,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Dự báo trong những tháng tới, khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định CPTPP và Hiệp định FTA Việt Nam EU có hiệu lực, sẽ tạo ra sức hút mới cho đầu tư trực tiếp nước ngoài để đẩy mạnh xuất khẩu trong tháng cuối năm 2018. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục theo dõi sát biến động của tình hình thế giới, đặc biệt là diễn biến cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung để chủ động trong việc điều hành, có biện pháp thúc đẩy xuất khẩu những mặt hàng có lợi thế và tăng cường quản lý chặt chẽ vấn đề gian lận thương mại. Nhờ phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, nên nhiều vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã được giải quyết kịp thời, góp phần tạo sự đoàn kết gắn bó thống nhất trong nhân dân. Hơn 50 năm tuổi đảng và cũng chừng ấy thời gian, cụ Đinh Văn Viết, người có uy tín ở xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây, gắn bó với công tác giúp đỡ bà con từ bỏ các hủ tục lạc hậu. Bên cạnh đó, cụ còn giúp nhiều gia đình từ bỏ, theo đạo trái phép, quay về gìn giữ truyền thống văn hóa của đồng bào. Để làm được điều đó, ngoài vai trò uy tín của mình, cụ luôn gần gũi, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của bà con, rồi cùng nhau tìm cách giải quyết. Em cổ là trách nhiệm là vì mình có gia làng hay tập tàng vì bạo, vì đôi là vì ai vì mẹ gia đình ai là y một đạo một chùa tinh lành ủi ở tâm hàng ai u tao u đúng u phù hợp với nguyện vọng của bà con với đảng với nhà nước mà làm vận động vì một đạo một chùa mãi là u đúng. Trong năm 2018, công an huyện Sơn Tây đã tranh thủ 19 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia gìn giữ an ninh trật tự. Đội ngũ người có uy tín này ngày càng phát huy có hiệu quả vai trò gìn giữ an ninh trật tự, gương mẫu tiên phong trong các phong trào, tích cực vận động người thân và nhân dân trong khu dân cư, thực hiện tốt các nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Và trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục tham mưu đảng ủy, lãnh đạo công an huyện trong công tác là tranh thủ phát huy vai trò của người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Thì chúng tôi cũng tiếp tục tham mưu trong cái công tác là tuyên truyền, giáo dục, nâng cao cái tinh thần trách nhiệm, gương mẫu cho người uy tín trong cái việc là giữ gìn an ninh trật tự ở thôn, xóm. Thì tích cực đi đầu trong việc tham gia các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Sơn Tây đã góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bộ Ngoại giao Iran đã lên tiếng bác bỏ những tin đồn rằng Tehran sẵn sàng rút khỏi thỏa thuận hạt nhân đã đăng ký hồi năm 2015 với các cường quốc. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran đã phủ nhận những tin đồn trên mạng Internet rằng cơ quan này đang chuẩn bị các động thái để rút khỏi thỏa thuận hạt nhân. Bộ này nêu rõ, những tin đồn là hoàn toàn sai trái, không có cơ sở. Đồng thời cáo buộc một số thế lực nước ngoài cũng như trong nước đã đưa ra những suy đoán nhằm đánh lừa công chúng, gây ra những căng thẳng, cũng như tác động tiêu cực tới thị trường, phá hoại sinh kế của người dân. Hồi tháng 5 vừa qua, Mỹ đã tuyên bố rút khỏi thỏa thuận, đồng thời áp đặt trở lại hai vòng trừng phạt nhằm vào quốc gia Hồi giáo này.
Iran hiện đang hối thúc Liên minh châu Âu đẩy nhanh tiến độ, cứu vãn thỏa thuận. Một quan chức thương mại Genève cho biết, Mỹ và các đối thủ liên quan tới chính sách thuế thép và nhôm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đều khẳng định mong muốn khởi kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, kích hoạt thủ tục phân xử tranh chấp của tổ chức này. Trung Quốc, Liên minh châu Âu EU, Canada, Mexico, Na Uy và Nga đều tuyên bố rằng các nước này sẽ leo thang tranh chấp của mình bằng cách bắt đầu các thủ tục phân xử tranh chấp, trong khi Mỹ khẳng định mong muốn WTO thành lập ban hội thẩm để phân xử tranh chấp của nước này với Canada, Trung Quốc và EU. Những yêu cầu tương tự của Thổ Nhĩ Kỳ đối với Mỹ và của Mỹ đối với Mexico cũng được đệ trình lên WTO tối ngày 21 tháng 11. WTO cũng nhất trí các yêu cầu của Mỹ về việc thành lập một ban hội thẩm để phân xử việc Mỹ khiếu kiện Trung Quốc về vấn đề sở hữu trí tuệ. Nếu bạn là người hay thức khuya và thích hoạt động vào buổi tối, bạn nên cân nhắc chuyển đến sinh sống ở một thành phố nhỏ phía bắc Alaska, nước Mỹ mỗi khi đông về, bởi ở đây khoảng cách giữa hoàng hôn và bình minh có thể kéo dài tới hơn 2 tháng. Hiện tượng thiên nhiên này còn được biết đến với tên gọi đêm vùng cực. Người dân tại thành phố Utqiagvik, Alaska, Mỹ đã trải qua hoàng hôn cuối cùng trước khi bước vào đêm vùng cực hôm 18 tháng 11. Trong thời gian kéo dài 65 ngày này, người dân sẽ phải thắp đèn liên tục vì không có ánh mặt trời. Khoảng 4.400 cư dân tại đây phải chờ tới 13 giờ 4 phút ngày 23 tháng 1 năm 2019 theo giờ địa phương để thấy lại ánh sáng mặt trời. Utqiagvik không phải là nơi duy nhất trên thế giới trải qua hiện tượng này. Những khu vực thuộc vòng Bắc Cực như Katowice, Point Hope và Anatovuk Pass cũng trải qua đêm vùng cực. Điểm đặc biệt của Utqiagvik ở chỗ, đây là địa điểm đầu tiên xảy ra hiện tượng này. Cùng tìm hiểu mô hình cây phụ liệu trang trí trên đất Lạc là thông tin cuối của bản tin thời sự tối nay. Gia đình ông Lê Quang Vĩnh ở đường Trần Anh Tông, phường 8, thành phố Đà Lạt đang trồng 3,5 sào cây phụ liệu dùng trang trí có tên khoa học là Rosecut. Đây là loại cây trồng khá mới lạ với những nông dân ở thành phố Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung. Cây trồng này có xuất xứ từ Đài Loan đã được ông Vĩnh đưa về trồng thử nghiệm từ khoảng 20 năm trước đây và đưa vào trồng đại trà từ 3 năm nay. Sản phẩm cành cây Rosecut được dùng làm phụ liệu trang trí và đang có nhu cầu cao trên thị trường. Không những phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước, cành cây Rosecut còn đang phục vụ nhu cầu trên thị trường xuất khẩu. Cũng chính vì lẽ đó, đã 3 năm nay, loại cây này đã giúp gia đình ông Lê Quang Vĩnh thu nhập bình quân 100 triệu đồng một năm từ vườn cây Rosecut. Đây là một cây trồng mới, hoa trang trí, phụ liệu. Kèm theo phụ liệu đó thì đối với là thuận lợi của cái cây này á, là ít công chăm sóc. Cùng với ưu điểm của cây Rosecut là rất ít công chăm sóc, thì cây trồng này cũng không có sâu bệnh gây hại. Để cây sinh trưởng phát triển tốt, sau quá trình làm đất, gia đình ông Vĩnh đã bón phân hữu cơ, đồng thời phủ lớp trấu trên bề mặt đất đã trồng cây Rosecut nhằm mục đích giữ ẩm cho cây và tránh cỏ mọc. Cây Rosecut được gia đình ông Vĩnh trồng trong nhà kính nông nghiệp và được lắp đặt hệ thống tưới nước phun sương tự động. Thời gian từ khi bắt đầu trồng cây Rosecut cho đến khi thu hoạch là một năm. Nếu chưa có điều kiện thu hoạch thì cây trồng này vẫn tiếp tục sinh trưởng trong thời gian dài về sau. Hiện nay, mỗi cành cây Rosecut có chiều dài từ 50 tới 60cm, đang cho gia đình ông Vĩnh thu nhập từ 2.000 đến 3.000 đồng. Và một đầu ra thực sự ổn định cho sản phẩm này là điều mà gia đình ông Lê Quang Vĩnh mong muốn. Cây này nếu tương lai mà Đà Lạt trồng nhiều chắc chắn là đầu ra hơi bị khó, trong cái vấn đề mà tiêu thụ. Thành thử là muốn mà nông dân mà phát triển mạnh về cây này thì thấy mong mỏi các cái cơ quan nhà nước tìm cái đầu ra cho nông dân. Nông dân có thể là phát triển cây này mạnh hơn. Đây cũng là một cái cây trồng mới ở địa phương. Bước đầu nó cũng mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Nhưng mà cái đầu ra của nó hơi khó, cho nên là trên hội cũng đang tìm cách, tìm hướng để mà giải quyết cái đầu ra để mình nhân trên diện rộng để nó có hiệu quả kinh tế cho những cái hộ gia đình khác. Cùng với việc trồng cây Rosecut, hiện nay gia đình ông Lê Quang Vĩnh còn trồng xen canh tác các loại cây phụ liệu khác như cây dương sĩ rồng, cây nguyệt quế, cây đuôi chuồn, nhằm tăng thu nhập.
Vườn cây phù liệu, trong đó chủ đạo là cây rose gold của gia đình ông Vĩnh, đã trở thành địa chỉ tiêu biểu đón tiếp các đồng chí lãnh đạo thành phố Đà Lạt và phường 8 đến tham quan ghi nhận về mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở địa phương. Mô hình trên cũng đã góp phần khẳng định thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.